Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi Tom Friend với lại Tacking Ben The Dog. Đây là con chó các bạn ạ. Trước tiên là mình sẽ cho nó ăn đã. Rồi, chuyển sang đây chơi. Màn hình to để chơi sướng hơn. Cho con Ben này đi ngủ ha. Còn cho con Tom này đi đi tắm. Hai con này vướng đường ấy nhở. Rồi, tắm đây. Mình sẽ dọn những cái đồ này vào để cho nó đỡ vướng. Vào đây. Đó. Dưới cây. Sời. Xem nào, con tôm này muốn đi chơi cái gì đây. Rồi, lên trên cái cây chơi nha. Đụng má mày. Rồi, lên trên cái cây để chơi. Không giật được ra cái gì nhỉ? Rồi, tiếp theo là cái khác đi. Vỡ luôn. Vishnu. No. Alo. Hello Ben. Hello Ben mặt sắt. Vỡ luôn rồi. Tiếp theo là chơi cái bàn tay. Ngồi. Không. Ha ha. Bén. Ui dồi. May quá, nhảy cao thêm mớn hùi gì. Nó ợ, nó ăn xong là nó sẽ ợ các bạn. Ok, cho nó chơi cái đốt xe. Con thỏ này thì mình sẽ thay đổi trang phục đi. Nó hơi bị chói các bạn. Nhưng không sao. Chơi cái này đi. Đây, ấn nhầm. Sai. Ha ha. Chơi như là Beethoven. Thôi, còn mỗi một team thôi. Không sao, chơi thế vẫn được. Ben. Con Ben này thì không có gì chơi mấy các bạn ạ. Có một người.
Rồi, đi shopping nào. Đó, cái mát đầu tiên cái tay trái. Cho cái này nó chơi cho xúc giác và mình sẽ chơi với nó luôn. Rồi, lát nào. Mình là con màu xanh các bạn ạ. Cho nó vào sáu cho luôn này. Ôi, mình ăn được cái cầu thang. Nó là tuyệt vời bé trưởng luôn. Đúng rồi. Con hành này, à con Ben này nó đúng đấy. Mình sắp về đây rồi. Bây giờ mình vượt qua cái con rắn này đã. Con rắn này đã. Không vượt được con rắn này thì 3 4 5 6 7 8. Ôi, tuyệt vời. Perfect. You win. Con này chơi xong rồi, cho nó qua cái cây để chơi đi. Con này chơi xong rồi, cho nó qua. Chơi con nào màu nè. Phải chơi 7 level thì mới được mở cái pro. Mình sẽ cố chơi 7 level luôn. Rồi, win 7 level rồi. Bang. Mình sẽ chơi nhanh nhất có thể nhé. Level thứ 3 đây. Win. Play. Level này 25 cái. Yes. Bắn loạn xạ đi là được. Yes. 5 cái nữa. No. Ok vừa đẹp. Level 5. Quên luôn. Rồi. Đây, chơi xong cái level này mình được mở cái pro rồi. Level này mình được mở cái pro rồi. Bụp 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 bụp. Rồi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thử quyết ra xem nào. Rồi thử vào lại xem mở được cái pro chứ nha. Đó, mở được cái pro rồi. Sao mà con này cứ đần đần thối ta ấy nhỉ. Đừng ngủ đây. Ok.
cưng, cả con này nữa cho nó đi ngủ nốt đi. Nè, anh nhờ. Ok, em xin kết thúc video tại đây, bye bye.